Con vang này thì em xin test một anh khách hàng, anh ấy ở xóm 13, thôn Ô Xuyên, xã Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương. Con vang xin số T3 anh làm sự kiện. Con này giá 3,6 triệu và được bảo hành 36 tháng thôi nhé, 36 tháng. Thì với cấu hình em setup cho bác là 8 cổng ao ra, thì cổng 1, cổng 2 nó sẽ là cả nhạc và mic. Cổng 5, cổng 6 thì là cổng sub, còn cổng 7, cổng 8 thì nó chỉ ra tiếng mic thôi. Đấy thì về anh phối ghép loa của anh thì setup theo yêu cầu của anh. Và ở đây con vang này nó sẽ có 4 kênh M1, M2, M3, M4. Các bác chỉ cần ấn như này là sẽ sang M1 này. Muốn ấn qua M4 này, M4 là kênh nghe nhạc, thì ấn sang M4 cái là xong rồi. Đấy, chọn rất là dễ. Và nó chỉ có nút to nhỏ của nhạc này, to nhỏ của mic này. Nói chung là các bác sử dụng rất là dễ, ai sử dụng được dễ hơn băng cơ nhiều anh nhá. Ví dụ băng cơ thì các bác ấn lằng nhằng rồi, khi nó chỉnh hay rồi, các bác khách hàng đến bác lại chỉnh một tí nữa, một bác khách nó đến chỉnh một tí nữa thì con vang lúc đó thành dở. Ví dụ như vậy thì lúc có thể lúc mua thì chỉnh hay, lúc về mỗi người chỉnh một tí nó sẽ dính dở. Nhưng đối với dòng vang này tắt đi cái thì nó lại trở lại trạng thái bình thường ban đầu anh nhá. Thì với kênh M1 thì em sẽ setup là eco và reverb, và M2 thì sẽ cho vật nó nhiều hơn một chút cho tiếng mic nó dày. Và với kênh M3 thì bác làm sự kiện thì bác sẽ phát biểu, còn kênh 4 thì sẽ nghe nhạc. Đấy thì cấu hình thì về như vậy, thì em ghi sẵn giấy để về để bác tiện bác sử dụng. Đấy. Chúng ta sẽ chuyển sang hát một đoạn karaoke trong một vang này bác nhá. Em hát đoạn karaoke để test tiếng mic. Đây, chuyển sang karaoke. Lê lê 5 6 7 lê 1 2 lê. Với M1 này thì gần như ai hát được cái cung cả thì vật nó hợp lý. Dòng vang số T3 thì tiếng nó ra rất là ngọt thôi nhá, định tiếng nói chung là với cái dòng ấy tiếng ấy trộn nó ngọt. Ví dụ các bác chuyển sang M3 đang làm sự kiện là chuyển sang M3 chỉ cần ấn lên tạch cái xong bác phát biểu này. Lê 1 2 5 6 bay lê. Thì em sẽ không cho nhạc thôi nhé, không cho nhạc vào. Ví dụ chúng ta đang nghe nhạc này, như chúng ví dụ ấn M1 nó sẽ chạy, nó sẽ có nhạc đây này. Đấy, nó sẽ có nhạc luôn, thôi nhá. Nhưng ấn M3 cái nó sẽ mất nhạc này.
Lê 1256. Đây các bác ấn M4 thì chỉ có nghe nhạc không, không có tiếng mic. Lê. Đấy. Rồi ok, thì em sẽ đóng gói gửi bác khách hàng. Cũng như rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Thì với con vàng này thì các bác có thể làm sự kiện được, làm rơi gia đình rất là hay thôi nhá. Giá 3.6 triệu bảo hành 36 tháng. Xin chào các bác ở trong video sau.